Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, mời mọi người chiêm ngắm tiểu cảnh Chúa Giáng sinh ở giáo hạt Xóm Chiếu qua nhà thờ Vĩnh Hội và Xóm Chiếu nhé. Cảm ơn các bạn đã xem xong video này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.